Nhá. Bóp. Vợ đừng hỏi vì sao anh em nhá. 2. Rồi. Rồi, ra đòn đi. Nhấc người luôn anh em nhá. Áp 200 này. Lưu lượng con này sẽ là 30 phút. Khủng long bạo chúa luôn. Thì cứ gọi là cháy người luôn, rách người. Nhấc màn hình luôn. Rồi. Băng nét chưa? Nhá. Bóp. Rồi. Đừng hỏi vì sao luôn. Căng đét đẹp đẹp luôn. Riêng cầm súng con này phải hai tay ở gồng căng anh em nhá. Bộ này thì chúng tôi đến máy đang lên khách hàng đây. Bộ này là khách đã đặt cọc rồi. Khủng long bạo chúa 11kg này, motor Nhật bãi lắp với đầu Anovin 2514. Và khách yêu cầu là lắp cả Zulo con dây tự động luôn. Tích hợp Zulo con dây tự động. Zulo này là 20m anh em nhá. Quá phê chưa? Gọi là đừng hỏi vì sao luôn. Căng đét đen đẹp. Với những dòng khủng long bạo chúa này, tốt nhất anh em dùng giấy mốt điều khiển từ xa này, buộc chiếc cò súng nhá. Còn hộp điện thì sẽ lắp cho anh em là công tắc tắt mở này, đèn báo này. Bên trong thì sẽ là át chống giật khổng tử này, đuôi nhật này, bảo vệ mất pha này, đầy đủ hết luôn. Con này này, nước nó hút kinh khủng luôn, hơn cả voi uống suy nó tốt. Đây, anh em nhìn chất lời chưa. Lắp cho anh em cho bộ khung vuông 4 bánh để anh em có thể dàng di chuyển. Đây là khóa bánh luôn. Dùng dây mốt này. Off này, on này. Rồi. Và bộ này nhá, công khai giá cho anh em luôn này. Bộ này chưa có Zulo ấy thì sẽ là 19 củ. Còn nếu mà thêm Zulo mà 20m thêm 3 củ 3. Còn nếu Zulo 15m thì là 3 củ anh em nhá. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ bên chúng tôi được máy.